mình sẽ giới thiệu các bạn mở reset cái máy Oppo F3 này bằng tay khi không có mật khẩu màn hình nhá. Đây là factory reset wipe. Thì chúng ta ấn nút nguồn với lúc volume xuống. Giữ im một lúc. Đợi cho nó lên cái chú Zecolimorea. À, được. Các bạn đợi một lúc là nó hiện lên. Đấy, khi hiện lên rồi chúng ta ấn vào Connect Wire. Wire data, wire tin nhắn này đi. Đấy, khi chúng ta xóa rồi thì chúng ta sẽ vào Jport. Ok. Điện thoại lem chó. Đấy, cái này chúng ta chỉ factory thôi, không được gì đâu. Đấy, nếu mà chúng ta bằng tay cái bây giờ cái máy Oppo này nó không cho wire tất cả thì chúng ta phải vào chế độ cài đặt, kéo lên, kéo lên tới đâu nhỉ, vào cài đặt bổ sung này, sao lưu đặt lại và đặt lại. Đấy, chúng ta khôi phục cài đặt gốc đi, khôi phục cài đặt gốc. Chúng ta ở chỗ này có xóa toàn bộ nội dung cài đặt. Đấy, xóa toàn bộ dữ liệu. Đây, chúng ta kích vào đây nhá, kích vào đây, chúng ta xóa dữ liệu đi, xóa đi. Đấy, mình xóa này xem nó có cái tài khoản Google hiện lên không, nếu mà không là được ấy. Thì các bạn cứ yên chí, cái máy này không bao giờ bị dính tài khoản Google. Nếu có dính ấy, thì cứ mang đến Đắc Quân Mobile 889 Nguyễn Hữu Tiến, Hà Lam, Đồng Văn, ở cạnh cổng cụ công nghiệp. Đấy, sát em FPT. Ấy, nhìn thấy chưa? Ấy. Ngồi từ hàng nóng ra ngoài. Con này quay bằng tay nó không reset hết máy lên còn nó kiểu không phôi phục cái gốc. Quay xóa tin nhắn nữa. Chả có tác dụng. Đây, chúng ta ấn vào tiếp theo này. À, chọn Việt Nam chứ quên, tí chọn nước khác. Đấy, chúng ta phải yêu thương Việt Nam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Đấy, cái lối quên. Tiếp theo. Đấy, không bị bắt tài khoản Google nhá. Thế giờ chúng ta không phải mở tài khoản Google của thằng Oppo này nữa rồi. Đấy, xin chúc mừng các bạn. Bỏ qua. Cài đặt. Đấy, thôi bỏ qua cái này đi. Không đến lúc này quên mất mật khẩu.
các bạn quên mật khẩu nhớ đến Bắc Quân Mobile, 89 Nguyễn Hữu Tiến, Hà Nam. Nơi đó có anh. Thử review cái camera này. Thằng Oppo này có cả hai camera trên mặt trước à. Quay nhìn xem đẹp trai không? Quay không thấy quay đấy, wow. Led phải đẹp trai không? Cái này chọn chế độ, chọn đấy góc rộng hơn. Chụp ra nhìn mặt thằng cỏ sao ảnh đi. Xong rồi, tạm biệt các bạn nha.